Sáng ngày 1 tháng 2, Huyện ủy huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 57 đảng viên cao tuổi Đảng của huyện và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Đảng bộ huyện Hóc Môn tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí, 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí, 55 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí, 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí, 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí. Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên cho biết, năm 2022, huyện Hóc Môn đã triển khai đồng loạt các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau đợt dịch COVID-19. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết tâm, nỗ lực trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều thắng lợi đáng khích lệ. Thực hiện chủ đề năm 2022 là đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên. Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn chia sẻ, năm 2023, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả 4 chương trình, đề án trọng điểm, gồm cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, đề án xây dựng ngõ xóm xanh, sạch đẹp, an toàn, đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch thực hiện chỉ tiêu để thực hiện đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt các tiêu chí trở thành đô thị sinh thái của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh quê hương Hóc Môn 18 thôn vườn trầu để thu hút, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng Hóc Môn trở thành đô thị sinh thái của thành phố Hồ Chí Minh.